Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Con trai 13 tuổi chơi game 48 giờ không nghỉ, mẹ đứng cạnh bón cho con ăn. Cha mẹ đã không thể đối phó nổi với chứng nghiện trò chơi điện tử của cậu bé Calisto Garcia nên đành mang cơm đến tận nơi bón cho con vì sợ con chết đói. Đoạn video cho thấy bà mẹ Libet Mave, 37 tuổi đang đứng cạnh Calisto Garcia, 13 tuổi và bón từng miếng thức ăn vào miệng con trong quán cà phê Internet ở Nueva Ecija, Philippines. Điều đặc biệt là kể cả khi được mẹ bón cơm, Calisto vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính. Trong lúc đó, Libet nói với con, đứa con tội nghiệp của mẹ, đây, hãy ăn đi, con có rất nhiều tiền, có thể mai con mới về nhà, con có cần đi tiểu không? Trời đất ơi, thật buồn cho con, hẳn con phải rất khó chịu. Bà mẹ cũng hỏi xem Calisto có uống vitamin mà mình gửi hay không. Lilibet rất lo lắng rằng con trai đang bị suy dinh dưỡng. Trước đó, Calisto đã được cha mẹ cho nghỉ học vì không thể đối phó nổi với chứng nghiện game của cậu bé. Tôi đã từng cằn nhằn về những trò chơi trực tuyến của thằng bé, nhưng không hiệu quả một chút nào. Vì vậy, tôi đang thử tiếp cận theo một cách khác. Tôi cố gắng làm cho thằng bé cảm thấy rằng dù bất cứ điều gì xảy ra trong đời thì tôi vẫn là mẹ và sẽ luôn chăm sóc nó. Lilibet tuyên bố mình đã áp dụng thử mọi phương pháp cấm cản con trai nhưng đều thất bại. Cuối cùng Calisto vẫn tiếp tục tìm cách lẻn ra quán Internet để chơi trò chơi. Chồng tôi và tôi quyết định nên cho thằng bé nghỉ học trước vì nó đã quá nghiện game. Bây giờ chúng tôi đang cố hết sức để làm chủ tình hình nhưng vẫn còn rất khó khăn, bà mẹ nói thêm. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.